Làm ông mai bà mối bất đắc dĩ ở tuổi 17, cả nhóm thành công kết tóc xe duyên cho cậu bạn thân. Người ta từng nói, mối tình năm 17 tuổi có thể không phải là mối tình đẹp nhất, bền nhất, nhưng đó sẽ là mối tình khiến bạn nhớ nhất. Thế nhưng mối tình của một thanh niên khi được bạn bè mai mối ở năm 17 tuổi như trong đoạn clip dưới đây thì lại nhận được trọn vẹn những điều trên. Theo đó, cách đây 8 năm, khi còn là những cô cậu học trò bẽn lẽ ngây thơ, nhóm bạn này đã quyết định làm ông mai bà mối cho một người bạn cùng lớp. Khi biết bạn crush một bạn nữ ở lớp bên cạnh nhưng không dám thổ lộ, cả nhóm đã cùng nhau hợp sức, mỗi người một tay bế cậu bạn đi thổ lộ tình cảm với tình yêu đích thực. Tưởng chừng có chuyện tình dễ thương đó chỉ dừng lại ở tuổi hồn nhiên của thời học sinh, nhưng không ai ngờ rằng nó lại dẫn đến một cái kết viên mãn cho 8 năm sau. Nhóm bạn ngày nào lại được dịp tụ họp để ăn mừng đám cưới của cặp đôi trẻ. Sau khi đăng tải, đoạn video nhận được nhiều bình luận chúc phúc và thích thú từ cư dân mạng. Những kế hoạch tỏ tình ngây ngô nhưng chân thành luôn để lại kỷ niệm đẹp nhất. Cái giá phải trả của đám bạn là mỗi đứa phải đi một chỉ vàng cho đám cưới. Cũng vui mà cũng đau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.